Giờ mình sẽ cắt nhánh bằng đây. Đó, cái khâu này là cái khâu làm sạch sẽ nha các bạn nha. Đó. Giờ mình sẽ là phải làm hết cái đống này này các bạn này. Đó. Các bạn nhìn thấy cái đống này nhiều không? À, chị cho mọi người nhìn thấy nhiều sẻ nha mình chưa? Đó. Ngày nào mình cũng thu hoạch sẻ hoặc là chuối nha các bạn nha. Tí nữa mình sẽ cho vô bịch cho các bạn xem. Đó, cắt như vậy. Gọn gàng sạch sẽ các bạn nha. Đằng kia thì nhà mình có thêm một đống nữa các bạn kìa. Đó. Đằng xa kia các bạn nhìn thấy không? Đó. Đấy các bạn này, đây là cái đống sẻ nhà mình. Mình cho các bạn xem thêm một đống nữa. Ở đây một đống này. Đó, ở kia một đống. Kia một đống đó, tất cả là 3 4 đống các bạn nha. Mình đang ở giữa cái vườn mít này các bạn này. Đây là những cái cây sẻ. Đó, cây sẻ được thu hoạch được bẻ sáng nay các bạn nha. Rất là nhiều. Mình làm hết cái đống này là tối mấy cái tay mình đau hết khớp. Làm này là mấy cái khớp tay mỏi lắm nha các bạn nha. Tối về là bôi dầu vô. Mấy cái khớp tay này các bạn à. Cái này bán được tiền này là mình sẽ lấy tiền này mình mua mứt Tết nha các bạn nha. Mua mứt Tết cho con trai mình. Mua quần áo. Mùa này là mùa thu hoạch sẻ rồi. Mùa này sẻ rất có giá nha các bạn. À, mình muốn hỏi thăm là các bạn ăn Tết vui không? Vừa rồi là Tết ở bên nước các bạn đúng không? Mình cũng chưa có làm một video nào để hỏi thăm về Tết ở bên nước các bạn á. Mình hy vọng là các bạn được mạnh khỏe, ăn Tết vui vẻ. Dạo này thì mình ít làm video rồi. Tại vì hơi lười nha các bạn nha. Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy? What are you doing? What are you doing, mom? Hello everyone. Các bạn ơi, sau khi đi nhổ sẻ về thì mình nấu đồ ăn để ăn bữa trưa nha các bạn nha. Đó, là mình đang xào các bạn này. Đây là rau bắp sú. Rau bắp sú xào với thịt gà. À, con có thể cho mọi người xem rõ hơn nè. À, cái bóng tối của con sức khỏe tí. Rất là ngon các bạn nha. Mình xào rau ăn bữa trưa. Hôm nay thì chỉ có hai mẹ con ở nhà thôi. Đó, ngon rồi. Rồi, giờ thái hành. Rất là ngon nha. Mà chị rất là mắm luôn nha các bạn. Nhà mình có hai mẹ con thôi nên mình rất ít thôi. Đây. Rau thịt và ấy nha các bạn nha. Mời mọi người ăn cơm cùng hai mẹ con nha các bạn nha.
Mời mọi người ăn cơm nha. Sao gạo này nấu nó có đen đen đấy con nhỉ? Con không biết nữa. Con vo mấy nước? Vo một. Ôi lần sau con phải vo ba nước nhá. Đây nè con mày. Đây là mấy cái cây cỏ mẹ. Nè. Con cứ vo ba nước cho mẹ. Tại vì cái lúa này là người ta phơi ở dưới đất đấy hèn chi. Mẹ bảo ủa sao con vo gạo nó không có trắng bằng mẹ vo. Em nấu cơm được. Ăn không có khô hay à? Nhưng mà lần sau nhớ vo ba lần nhớ chưa? Người ta phơi ở dưới đất đó. Con chè qua nhà máy đùm đùm ấy. Cứ vo sập ăn cho nó ngon các bạn. Uống nhiều nước vô. A lot of water. Drink a lot of water. Yeah. Goodbye. Good luck. Good luck. Good luck. Cái này có sửa được rồi mẹ nè. Rồi.